Một đứa nói ơi, hôm nay làm gì? Là hôm nay là mình đua chó nha. À, chó kéo gì mập? Chó kéo xe. Rồi, chó kéo xe tải nha các bạn nè. Mấy bạn chọn đây nha, bạn Bảo chọn chó số 2. Mập chó số 3 nha, chó con mập mập địch lắm các bạn. Chó con xịn số 1. Đó. Rồi, các bước mình sẽ cột xe vào cho nó kéo nha các bạn. Nè, sợ tí. Đừng quay tay chị cô em nè. Con chó nè. Rồi, đây các bạn đem xe vào đây, đem xe vào đây. Đây, con chó này có xe sẵn rồi nha các bạn. Con chó này đứng sung sức vô. Rồi, đưa con chó này vô. Để chưa? Con chó đâu đây? Con chó nghỉ mệt nãy giờ. Ồ, chó mập mập địch quá, không biết có chạy nổi không các bạn ơi. Nói chạy nhất thì sao? Nhất thì nó được tiện. Mày có đi phi tiêu có được tiền không? Có. Đâu có phi tiêu. Phi. Rồi, nhìn các bước mình. Xe bắt đầu, xe bắt đầu. Rồi, em thiện ở đây, đưa cho mẹ làm. Đâu con chó mà. Quay mấy cái này. Mày nói cái đầu đầu gì vậy? Đâu mà. Đừng á, đâu con chó mà. Mày chém thì có. Đái quá. Cho tôi đi đái. Đây đây đây. Bạn cho bạn Bảo đi đái nè. Bạn Bảo đái đi, bạn nói đi. Nói bạn Bảo bị gì? Rồi, một bạn nó đi đái ơi, nước lại tập nước lại. Con chó này. Rồi xong một bước. Rồi đưa chó số 1 qua đây, số 1 qua đây. Dạ, qua đây. Số 1, số 1. Chó này nó thích đi vào kia kìa. Đây, chó nào đá ỉa thì lo, các bạn lo đi nha. Chó bạn nào mắc đái mắc ỉa thì cho đi nha. Chó lấy đi à? Nè, nè, tao lấy 10 chó. Chó. Có thằng nào, thằng Nam Phượng. Cho tôi. Lát nữa. Tí nữa còn phi tiêu nữa. Rồi, rồi, đây, 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 đưa xe đâu, xe đâu, xe không xỉn đâu. Xe đâu, đi lấy xe cột vô. Chiếc xe tải đâu. Vô nhà lấy. Vô nhà lấy con, chút cho lấy giùm cho em nha. Rồi, chó thằng mập đi đá ỉa rồi chưa? Nè, tuyển thủ số 3 nè, chó mập đi đá chưa? Đi đá chưa? Chó ông Bảo đi đá chưa? Đá ỉa rồi không? Sao, chó này đi ái đá chưa? Dạ rồi. Rồi, chó mập. Chó này sao? Mày số mấy? Đá ỉa rồi. Không, chó con số mấy? Số 1. Số 1. Chó xỉn số 1 nha. À, số 1 là đội đầu nè. Rồi, mập số mấy? Chó ba. Đây. Ờ. Đây đây, đâu cột xe cho bằng xỉn nha. Cột xe cho chó xỉn kéo. Đây, chó đây, bằng xỉn nhìn nhỏ bé nhất mà coi chừng chạy nhanh nhất nha các bạn. Bắn phi tiêu rồi, bắn súng rồi, rồi le hết đấy. Đây 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 đây. Bắn súng mà ai quy bỏ. Ai quy vô cực. Chú quay đi kiếm cho mẹ cục gạch hay là cục phấn hay cái gì mày vẽ mất hay con. Chưa hết chó này kéo rồi nè. Mực nhất nó đâu đây đây gì mày vẽ thắng cái cục phấn không? Hay có cái mập là mập nó phải chọn chó mập. Đó đây các bạn. Mập nhất này. Rất mạnh. Đây chó. Đây chó. Chó chạy. Ai con số 1 rất là hăng. Chủ đề nghị chủ nhân số 1 ẩm số 1 đi. Cầm cái xe lên đi. Cầm cái xe lên. Cầm. Đứa nào có cá độ gì cá độ ấy, tao cá con xịn 100.000. Mày cá không? Mày cá không? Nào cá mày cá không? Tuấn cá không? Mày cá không? À mày chủ à. Tao cá độ à, tao cá con chó con xỉn là về nhất à, 100.000. Đây nha bạn, mức đây là mức kết thúc ở dưới kia kìa, cái đường gần dưới đây. Cái đường mức dưới kia nha, một cái đường mức dưới kia nữa, các bạn thấy không? Đi mình đi cho các bạn coi nè. Chưa nha, khi nào tao kêu chạy mới chạy nha. Đó, đây chắc khoảng cỡ 10 mét đi. Chó con chạy 10 mét nữa không ta? Đây, mức ngay đây nè mọi người ơi.
Đây mất người đây. Các bạn nhấn chỗ ra, không không được đứng dưới đường, cho chạy nha. Lâm chỗ ra. Nam mở ra. Rồi 1 2 3 cho chạy đi các bạn. Đánh lên cho chạy đây, cho chạy đây, cho chạy đi. Chạy chạy. Tụi bay nạt nó sợ. Đi. Cái giò, cái giò. Chạy đây các bạn, chạy đi. Rồi đây, chó chạy đi. Ai ghê mày cho mất dạy mày, đụng chó mày mày. Cái giò. Đứa nào đổ nước vậy, đứa nào đổ nước vậy. Mấy đứa con xin chỗ ra, xin chỗ ra cho mấy tuyển thủ vụ cá của chúng ta chạy. Ken kêu à, trời chạy luôn ngược lại. Có mất dạy không? Đâu, chạy đi bạn, chó chạy đi. Đây nè. Chứ mất dạy đi, mới chạy lên kia một quèo. Tụi bay dụ nó đi, cho nó ăn cái gì rồi nó chạy với nước nghiêng vậy không à. Kê. Bà la nào, tách ra. Các bạn tránh ra. Các bạn nào không có phải là chủ bán chó hay các bạn không thi, các bạn ra ra. Các bạn nhấn chỗ người ta quay vô. Rồi, chó này chạy đi. Chó đi chơi. Tới chiều có khán giả nói là tới chiều mấy anh chó chưa chạy tới các bạn ơi. Vừa chạy hồi à, nãy là tới kêu mấy ông mày cho đi ỉa không chịu, nó mắc ỉa sao chạy được. Chạy đi chỗ này, chạy đi. Ờ dắt con mẹ ra, dắt con mẹ ra, kéo con mẹ đó. Các bạn nhỏ chúng ta đi vô bắt con chó mẹ ra để cho mấy chó con theo mẹ bú chạy theo. Anh thứ hai đang đứng im rồi, đứng rồi. Trời ơi, anh này suy nghĩ gì anh? Đi mày, đi mày. Các bạn nào không thi, làm ơn tránh ra chỗ khác. Thực sự đi ra chỗ khác đây, để cho tao thi. Không đi ra đi. Rồi, đây, bạn này đã dụ cho mẹ ra đây, cho mẹ đứng trước, cho con em theo nè các bạn. Không biết. Con số 3 đi, con số 3 đi nè các bạn. Con số 3, quay đầu lại, quay đầu con chó số 1 lại kìa. Vũ khè. Đây nè. Chạy. Chạy đi. Đứa nào bắt chó nào thi tiếp. Các bạn ơi, chúng ta cái tên này rất là thông minh các bạn. Lấy chó mẹ ra dụ cho mấy chó con chạy má hơn luôn. Mấy đứa mày đứng chạy chạy tao quay không thấy chó, thấy tụi mày không à. Thôi nha các bạn nha, các bạn không được chọn đâu, các bạn mất thăm đàng hoàng. Thằng nào súng vô chó nào thì thằng đó được chơi à. Đưa chó con đây. Thi em. Thằng Hiếu như nào nữa. Tiền nó vậy. Rồi ba mày bốc thăm. Đúng số nào lên cho số đó. Cố lên. Ê số 3 con chó mập thịt. À thằng này con chó mập địch nha các bạn. Số 1. Mày số 2. Rồi. Số 1. Mày số mấy? Số 1. Số 1 mày lên cho số 1. Ơ cái xe đâu rồi? Thằng Hiếu lên chó mập địch đâu mày? Hiếu đâu? Cột xe vô. Lấy xe cột lại. Từ từ chưa? Thiếu. Cột vô. Tới tới cột, từ tới ơi, cột vô đi cháu ạ. À. Bạn này đang chuẩn bị chân lên. Chà, con chó bạn này dễ thương không bạn? Bạn này đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng này, số 2 nha. Tuyển thủ số 2. Đâu đưa. Đuôi á. Số 2 thẳng.
Nè con quay cái tay cô thôi, đừng có quay cái. Nắng ghê. Lấy cục sẵn rồi, giờ trồng nó vô thôi. Nào chú uống số 1. Hiếu, Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu nhỏ đâu rồi? Nhà mày mới là con heo đúng không? Mày cứ đi ăn đâu mà. Hiếu, đi lấy quần. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi đây. Con nào không thi, đề nghị bước vô lề, không đứng giữa đường để cho người ta thi. Vô, rồi khoan, để quăng từng tiễn thị số 3 đây, tên này cầm cái cây nha các bạn. Số 1 nè. Số 2 nè. Rồi chuẩn bị nha, 1, 2, 3 bắt đầu đi. Bạn nào không thi bước vô trong kia đó để cho bạn thi với bạn, mấy bạn dạy bảo bán chó không mấy bạn. Đi, đi tới nào, đi tới nào, tới nào. Đừng. Không được nói tục nha. Tới ơi, bắt cho mẹ rồi, tới ơi. Khoan khoan, để bắt cho mẹ ra, đứng lại từ đầu đi. Để xác vô, để mang cho xác vô, để xác vô. Để xác nhau, để xác nhau. Không, để xích ra đây nè, xích ra đây, xích ra đây, xích ra đây. Rồi, thiếu, bỏ chó này ra đây. Đâu, để cho nó gần đây, chơi tay. Ôi, mất tay rồi. Kì. Đặt xe luôn. Kì cứ theo bắt con chó, kì cứ theo bắt con chó mẹ ra, đi dụ. Bắt đi, dụ tí. Mày ẩm đâu được tí, ẩm đâu được. Kì. Kì. Ê. Bà này bắt chó mẹ ra, chó con nó mới chạy các bạn. Bịt. Dậy ra, chuẩn bị nha. Mày nhử cho theo, mày nhử xét cho. Để cho nó đi, để cho nó tự chạy. Đi. Thằng Bảo này thằng sàn ngoại mày. Đừng đánh nó mạnh, nó không đi đâu. Rồi. Các bạn không được bắt chó ăn gian nha, để cho nó tự đi. Rồi, số 2 chạy đi. Các bạn tránh chỗ ra, để coi hàng chó kia, để coi hàng chó kia nữa. Dắt Thiện bỏ ra bảo để thấy đường, để quay hàng chó kia đó. Đứng chỗ ra để cho con chó bại. Đây. Chiến thắng số 2, chiến thắng. Số 2 chiến thắng đấy các bạn, số 2 chạy tao mất trước. Số 2 dễ thương quá, số 2 cuồng kìa. Con số 1 nè. Con số 1 lại con số 3 nó không chịu, nó chạy. Kéo chạy lon ton à. Rồi Ken với Thiện đi. Với Thiện nè. Rồi kết thúc video các bạn ơi, xin nói đi. Kết thúc video tại đây, kết cậu là đăng ký và subscribe cho mình nha, bye bye. Bye bye, bạn này chiến thắng nè các bạn, bạn này nói gì đi. Là đua chó nha các bạn, đua chó kéo xe nha các bạn, bạn kỳ tháo rồi nè. Bibi nè, Bibi, kết thúc video, bye bye, subscribe, kêu Thiện, subscribe, kết thúc video đua chó ở đây nha các bạn nha.